Em ở Hà Nội muốn đến bên chị làm đẹp mà không quen ai với không biết khi làm xong phải ở đâu hết. Ninon hiện đang tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và rất may mắn được chị em ở gần có xa có đến ủng hộ. Trước giờ Ninon đón tiếp rất nhiều khách hàng ở phía Bắc vào làm đẹp và đặc biệt có rất là nhiều khách hàng ở nước ngoài bay về nữa. Với phương châm joining us for the best service của mình, như không chỉ cung cấp đến khách hàng chất lượng dịch vụ mà còn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi làm đẹp tại đây. Chấm mấy điểm em cảm thấy như thế nào? Em chấm rồi. Mọi người đây rất là nhiệt tình ạ. Dễ thương, nhiệt tình. Chấm tóc em cũng tận tình ấy. Bạn cũng ở ngoài Thanh Hóa bay vào á. Và bạn nằm cái bên thì cũng là ở Hà Nội ha. Dạ vâng, chị ở Hà Nội. Đa số khách toàn là ngoài Bắc bay vào, ở nước ngoài bay về thôi. Rồi mọi người làm đẹp thì rất là tiện. Ở đây thì nó cũng hiện đại, tiện nghi. Các bạn nhân viên của Như Trâm nó cũng kỳ, cũng tận tình, cần gì thì có đó ha. Mà mọi thứ thì nó đều miễn phí hết, không có tính phí khách hàng, cho nên là cái chị em có ở xa đến mấy thì cũng đừng có đắn đo về cái vấn đề khi mà mình làm đẹp xong thì có chỗ ở lại hay không, rồi có người chăm sóc hay không. Tất cả mọi cái cứ để cho Minion lo.